Hôm nay em tiếp tục lên cho bác một chiếc mọc mà hôm trước em đã nói với bác rồi. Em này 25 triệu rất đẹp cho các bác vừa. Những chiếc xe nào mà từ 3.000 đổ về hoặc Isuzu chơi mau ra cu bố ta các bác nha. Nhất mà cu bố ta mà gặp chơi mau ra thì tuyệt vời, tuyệt đỉnh trong pha. Với chiếc mọc này cực kỳ đẹp. Để em báo giá cho các bác luôn. Mọc số đầy đủ, chưa lắp lắp, có lắp ở trong nhà. Hôm trở về để lắp trong nhà. Hiện bây giờ 25 triệu bớt cho các bác 1 triệu khoảng 24 triệu các bác nha. Thùng đẹp luôn. Thứ hai nữa là số đang vào này. Kịch, kịch. Thấy chưa? Đây. Đó, đó. Đây, đây, thấy chưa? Đấy, rồi, ok. Rồi, có cả luôn. Lắp đầy đủ cho các bác. Đấy, tất cả mọi taxi và gia chủ đã sơn lại cho chúng ta đầy đủ. Thấy chưa? Chỉ cần tiến em lên đường. Đấy, tiến em đi rồi, em về gác lạnh điều hưu, cặp vỏ tuyệt đẹp. Và thứ hai nữa là nhíp. Và thứ ba là toàn bộ taxi. Đó nha, đấy, rất đẹp cho các bác. Đấy. Đấy. Ok. Rồi, 2 tí ben cầu 3 tấn. 2 tí ben cầu 3 tấn các bác nha. Rồi, vỏ thì chỉ có là 10 vỏ nhẹ thôi. À, vỏ 8, 16 các bác nha. 0016. Và đây là cái đuôi đằng sau. Rất đẹp. Đây, đây, dày dặn luôn. Dày 1-5 ly. Đây, dày 5 ly luôn các bác nha. Đây này, đây này, dày 5 ly. Đây, dày 5 ly cho các bác. Rất dày. Đây. Rất xịn xò. Chiều ngang em đo rồi, 1m8 phủ bì, 1m9, dài 2m7. Rồi, đấy, thành rất đẹp. Vừa vặn bánh cho các bác nào đang cần dòng xe để về xe Isuzu bác nha. Bộ bì rất đẹp. Đấy, tuyệt vời chứ các bác. Đấy, không có một cái gì trong cái cuộc sống của chúng ta phải đầy đủ hết. Đấy, có những cái em chưa lên mà các bác coi như là có những cái mà như thế này thì rất đẹp cho các bác vừa với túi tiền các bác nhá. Đấy, thứ hai 25 triệu bớt 1 triệu còn 24 triệu cho các bác. Đấy, đại gia đình đoàn kết. Hôm nay thứ bảy bác chạy về team. Đấy, một chiếc mọc đại sư tổ và chiếc này là chiếc mọc cháu. Và rất nhiều mọc. Đây các bác này. Rất nhiều mọc. Em lia cho các bác luôn là có những cái mọc rất đẹp đây này. Cái mọc này thì để đóng motor các bác nhé. Mọc này lắp cầu vào cầu rất đẹp. Đấy, cầu này để lắp motor. Và cái mọc này cho các, để cho các bác nào đây này. Mọc lết các bác nhá. Bác nào đang cần để chở phân hoặc chở thùng nước là đẹp luôn. Đấy. Mọc này này. Đấy bác nhá. Mọc này là 9 triệu. Mọc này 10 triệu các bác ạ. 10 triệu các bác ạ. À 10 triệu. Mọc này 10 triệu các bác này. Rồi các bác trả 9 triệu của bán luôn. Đấy, mọc này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, đẹp trai chưa? Đấy, một mọc bố, ông cố đội với mọc cháu, mọc chắt, mọc chít. Đấy. Và ở đằng này có một cái mọc này nữa. Các bác nhá, bán ra trai cho các bác luôn này. 5 triệu. Đấy. Bán ra trai cho các bác 5 triệu, riêng cặp bánh với không? Đây. 5 triệu. Và thứ hai là một cái mọc trong này mới đẹp này. Mọc này 12 triệu các bác này, đẹp này. Đấy. Mọc này đẹp. 12 triệu. Bác nào có cần thùng nước hoặc cái mọc lết nha, có đầu kéo, ok. Và cái này là mọc lết hai bánh đôi, rất đẹp. Còn chiếc trong này vẫn là bán rồi này. Chiếc trong này bán rồi. 27 triệu bán rồi. Đấy, chưa như vậy thôi các bác nhá. Đấy, chuẩn bị lên đường. Thì tất cả nhất là cái này em ưng nhất cái này, bác nào mà ấy được cái này 12 triệu là rẻ đấy. Bây giờ các bác đi đóng hơi mềm nhẹo, riêng cặp không là riêng cặp bánh với ấy không là đãi thôi cũng 7-8 triệu không. Đấy, rồi rồi. Và chiếc này 5 triệu đó nha, chạy chạy chứ các bác. Ê, cái này bán cho chạy chắc hơn nữa các bác. Đấy, cái này hơn á, quá rẻ luôn. Rồi còn cái này thì 24 triệu. Đây, quá đẹp. Đấy, và chiếc này là không bán, chiếc này để đóng bằng lớn. Và chiếc này đấy, 10 triệu 12 triệu 10 triệu gì đó. Rồi và chiếc này thì 80 triệu. Rồi bán với cùng chúng cháu anh Quân. Và hôm nay thì em xin chân thành cảm ơn các bác rất nhiều. Và cuối cùng các bác có cần cái nào thì điện thoại cho em 0394 36198. Em thay ra được các bác đến các bác nhá. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác. Hẹn lại các bác video sau.